ngăn phòng xong rồi các bạn, ngăn cái phòng. Ok, cái này là từng phòng các bạn à, người ta ngăn hai bữa là cái này là nó cái tường này tường rỗng á, nó là có thể nó là chỉ cái tường rỗng thôi các bạn, còn cái tường mà sát bên đó mới là tường thiệt, còn này là nó chỉ làm bằng mấy cái mảnh ép gì đó, xong nó sẽ xây vậy, nhìn nó giống y bức tường luôn ha, nhưng không phải nha, nó không phải là bức tường. Ở trên này cũng vậy nè, trên cái trần nhà nè nó cũng vậy luôn. Wow, người ta bắt đầu lắp đặt rồi. Rồi đi xuống dưới coi nhé. Cho xuống luôn. Ủa anh cái này có đâu xuống đi xuống được hả? Ngăn luôn không cho đi xuống luôn. Đi xuống được không? Được hả? Thôi được rồi, tự xử được. Thôi tấm gạch bự dữ ta. Ủa trên đó đâu có lót gạch hả anh? Trên đó tráng vậy thôi hả? Wow, xem đi xem. sao chết hay phim coi làm Thank you.
lót ngày nay về e ba sườn rồi nè, cái trang này lót ngày nay về e ba sườn nó vậy tao lót vừa vừa thôi để chiều xíu mày lót nữa. Tao má e ba sườn với mày luôn rồi đó. Má con gà nó đá thứ má mày sống quá hay làm đó cho tao nghĩ cưới vợ luôn á. Ông nữa có hai ba bà nữa rồi cưới nữa sao? Ở đâu ra? Đây nè. Được gì cũng đỡ à. Thôi quá. Như vậy.